Mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có làm cho họ khổ. Cái người này là trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có mệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành, con hành đủ thứ hết, là khổ gì? Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu. Chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, mà chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Có một ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, Ngài hỏi người đệ tử đó. Người đệ tử nói: thưa Thầy, tâm con không an, xin Thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm tâm bất an, kiếm ông ra. Tại vì khi mà ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa Thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một. Hồi nãy là quý vị để cái gì đó, hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo. Trời ơi, đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mà giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Như vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói: ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói: mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình nản lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy Thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám. Bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhìn kia nó bám, nghe kia nó bám. Ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng hết. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu, không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập
Một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình, nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment không biết gì không. Cái vị kia chỉ gửi cái hình này, cảm ơn sư tỷ, trời khoái. Vị kia chỉ gửi cho mình một cái bông, cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off ở, để làm cái gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ, đi búa, giặt giũ, làm hết. Cuối cùng cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi. Mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn. Mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói nha, thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22. Sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô nè. Thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi và chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè. Không, rồi cái đi về bên này. Về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi là phải bay qua bên Minnesota. Rồi về ở từ Minnesota về được có 1-2 ngày gì thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối Chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à. Nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Như thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chờ hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình, mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu người ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm.
Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong. Người bậc trung mà nghe đạo á, lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu: bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mà nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó: lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe. Nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ là như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói nhỏ này sao nó kỳ quá, nó cái khờ khạo quá, ngu quá, nó không biết mình nói gì. Tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười, người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê. Nhưng mà Phật không buồn là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại. Người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, dù thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo, không? Thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, mà giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được. Nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối. Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 80-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ ba bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ liền, nhưng mà được vài tiếng thôi là tạm tạm rồi, coi như tạm tốt, tạm sống. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Cái chuyện đó rất là bình thường. Mà mình sợ như cái này đó là mình không biết một phần của cuộc sống. Không biết một phần của cuộc sống. Quý vị biết là cái ông, có một ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình. Ví dụ mình đang làm công trình dưới đi, rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô, mình đòi vô mình coi vậy đó. Tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi. Thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình. Theo cái luật safety, mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm, vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ dãi cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống, cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ. Và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó,
À, bây giờ hỏi như vậy, tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ gì là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa. Tại sợ quá. Không? Hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh. À, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. À, nói như vậy là không đúng. À, mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá, thôi bây giờ mẹ còn được 5.000 mẹ phụ cho con, mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực, rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện mà lo là trong cuộc sống mà bình thường. Ngay cả sự sợ hãi mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, có những cái cần nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ? Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi không sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa. Mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết. Và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Cho nên có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật, chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam. Cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện, ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ. Và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ tổ để nói lên là mình vẫn nhớ ơn chư vị tổ tiên, người đã chỉ dẫn cho chúng ta trong sự cuộc sống tu hành. Nhưng mà tại sao chúng ta để tổ Đạt Ma? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa, người ta nói rằng, Phật giáo Trung Hoa nói rằng, người mà đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ sang là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình vẫn ảnh hưởng cái, và họ tính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung Quốc. Cho nên Đạt Ma tổ sư được gọi là sơ tổ. Phải không? Nhị tổ là ai? Huệ Khả. Tam tổ Tăng Sáng. Tứ tổ Đạo Tín. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ. Từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ
từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma, thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngài mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc, dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Và ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa. Hồi sáng này Hòa Thượng Viện Chủ Huệ Nghiêm, ngài mới nói với Pháp Hòa đó, ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là ngài Luật Sư Ubali. Quý vị nhớ không? Trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật thì ngài Ubali là người chuyên về luật giới, cho nên chúng ta thường gọi là Luật Sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ tôi sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là ngài Khương Tăng Hội. Và thì cái vị sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam cũng là ngài Khương Tăng Hội. Và chính ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó. Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết. Cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ tổ Đạt Ma là vậy. Nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ tổ Tuệ Viễn. Tại vì tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa và lập lên một cái dòng truyền thừa của Tịnh Độ Tông là tổng cộng 13 vị và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Ở bên thiền á, là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật á, thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà tại sao mình không ra mình lại Phật trước mình lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này, mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không? Xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản ha, Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội mình phải sao? Hello daddy trước.
Giống như mình ông nội đang ở trong phòng á, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình á, là trước khi mình đi lên chánh điện mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm, Phật tánh đang ở trong mỗi người nè. Một Đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm á, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Trời ơi, ông Phật này cũng dễ lắm. Không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn à. Đi ngang mà không chào cái thôi trời ơi, nó giận thấu xương. Sao mấy ông Phật này, mấy ông Phật nữa. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá, không. Mình xá một Đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau. Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một Đức Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình nghĩ mình là người lớn á, mình mới biết chăm sóc. Đúng rồi, đố quý vị, con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm nó biết kéo mền cho nó đắp cho, hay là nó lại nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có. Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không? Mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm nó đưa lên cho mình, vân vân. Thì trong con chó có Phật tánh không? Có. Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi Đức Phật đang đứng trước mặt mình đây. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, không đem lên miếng nào, cũng ngộ, tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời, thôi giận, thôi no rồi. Nói lẩy liền, Phật này không nói gì nữa. Như vậy nhưng mà nhờ cái tượng Phật này để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà, vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi. Mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm á. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Thay vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần, là tuy rằng viết luôn vậy đó nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. Cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái
cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho mỗi ngày mình nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị nghe pháp, quý vị lắng nghe, rồi quý vị có hành trì thôi. Đi trong cuộc sống mà nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng. Bây giờ mình thấm, muốn biết mình có thấm Phật pháp hay không á, thì hàng ngày người ta, mình ứng xử mỗi ngày rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn hồi đó không. Hồi đó tôi nóng tánh lắm á, nói trật mà nói không đúng là tôi quạt liền á. Bây giờ tôi nguội, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói ồ không phải vậy đâu em, tôi nói nhỏ nhẹ được, hồi xưa là tôi không phải vậy. Nói sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á, Phật pháp thấm vô người mình thôi. Nói sao tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ vậy là nghĩa là chúng ta đã có Phật pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm. Và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập đây nè, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn, mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm đó. Tại nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá không có thời giờ phải không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Ví dụ như mình là sòi bữa giờ, sòi ơi, thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn, sống cho sâu sắc, thiền tập hết lòng, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Bây giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sám hối, có luôn. Hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì đọc bốn câu cuối. Chứ cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu, nhìn mình xăng có còn xăng không. Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô, đổ nước một lát nó chèm nhép, nó bày hay rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái sinh chén, coi có rác, có giấy, có tâm sẽ rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại cái sinh chén. Rửa không mẻ chén, không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không. Lẽ ra cái thứ không cần cực mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó,
Tới khi mình uống nước sôi lại coi, cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa, không cái nào hết. Nó rửa chén thôi cũng là tu. Mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào. Đôi đũa nào mới mình để ăn. Đũa mới, đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên. Trời, khách cầm đôi đũa lên. Khách nói, không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa lên tôi ăn nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa. Mà phải để riêng ra rồi khi nào mà mình lúc nào rửa trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra. Muốn mời khách là đũa sạch. Không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muốn việc nó thiện được, nó thuần được ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á, thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân. Đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ nít, mà hồi nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết, viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại nằm nằm vậy nè. Rồi nó chữ tròn, chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào. Miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp. Là tại vì có cái sự gò bó trong đó. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật đó, rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật đấy. Trời ơi, kêu tên Phật hoài, ổng mắc mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ đi, không bẻ ba bà mà bà réo hoài rồi bà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói tên của bà mình á, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Rồi giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu. Thái gì nó nói bảy ba cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mồ Phật, mồ Phật, mồ Phật, dư ngượng lẫn thằng quỷ, con quỷ thì cái lẫn nào hơn? Cái lẫn thì Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương lắm. Tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật Pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác á. Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, huân cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc là tôi không thấy. Thấy đầu trọc mà khéo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con
cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói, má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê ua không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu, bữa nay vô là không biết gì nữa hết. Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị, đây đó là cái bộ não nó đang teo dần. Coi như tim, gan, mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi, teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý. Người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Cho mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa nay mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Và hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sao bữa nay mình bình thường mình không giận nữa đó, là phải vui. Là mình biết rằng cái sự nhẫn nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả. Cái huân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào mà còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng, thí dụ ca sĩ mà lên hát mà lỡ quên á là biết rồi đó, ảnh quên bài đó. Giống như Pháp Hòa nhớ ông sư huynh Pháp Hòa vậy đó, lên lên tụng cái bài mà Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh đó. Bắt xong cái ổng say quá, ê mày mày tụng bài khác để mày này bài để tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháu lên lắm. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời, mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định. Cho quý vị thấy lúc mà Yết Ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới. Đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa. Ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không? Quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng. Mà đi vừa đi ra khỏi cửa đó, tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá, phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh. Cho mình niệm Phật niệm ba lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như đó,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi. Niệm ba câu để nó có cái khoảng thời gian. Đó, ví dụ như vô chuông mõ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mõ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mõ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo đồ ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mõ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, may cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải may chi cho tốn vải, may chi cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất. Rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại, hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngượng. Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rải nước đi, tụng một lần chú Đại Bi, nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mấy thầy mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ, cái vị cầm máy phải linh động tụng 3 lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Vậy thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi. Tại sao khi đi phát tang á, là mình tụng? Thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang, cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cái đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn ào đó nó giảm đi. Cho nên ở Việt Nam á, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ á, và không có kinh nghiệm á, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người gì nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước á, là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn. Không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình á, là phát cái khăn cho đội thôi, còn áo quần gì giữ yên đó, sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép quan bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ thọ phục thọ tang thì thọ tượng trưng, thọ rồi bịt cái khăn lên, còn quần áo để sao. Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên mặc nguyên cung lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm, mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà những gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú Chuẩn Đề công lực hơn chú Đại Bi, hay chú Đại Bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ không biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm. Mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ nói, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè, cái mình nói trời ơi thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi, tôi còn ở đây biết lát xuống còn cái gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi hồi nãy mình ngồi niệm Phật á thì mình nhớ cái ăn, mà tới hồi người ngồi xuống mà ăn á là nhớ cái khác. Nói chà không biết này có để dành tôi thiệt không á. Vân vân. Tức là khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác, thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp hay là loạn hay là tà niệm.
Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạm. Chứ có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng, tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm mình đau chân, nó ai để cái bàn rất là vô duyên, trong khi đó cả năm nay mình đi mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm, mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy, dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì, đưa cái cán, hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo dày ta đưa, vân vân. Đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì, chánh niệm hết. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì. Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn á, là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống á, là mình phải lên tiếng. Ví dụ như mô Phật, cho con xin phép con để thức ăn vô. Thì để làm chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt với người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đó, thì cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý. Cho nên chánh niệm là vậy đó, là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi mà chỉ cần mình suy nghĩ lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây, cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng mà bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. Gần đây mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, dịch ở trong một quyển kinh nè. Maha rộng lớn diệu kỳ, minh minh. Nhớ không? Cái câu thứ hai là gì? Maha rộng lớn diệu kỳ, minh minh, gì so bì chẳng hơn gì đó. Bể cả so bì chẳng hơn. Mà Pháp Hòa không biết sao, mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ so bì chẳng hơn. Mình tụng xong cái mình nhớ, mình giật mình liền. Mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không? Mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Maha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó, nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ, người ta dịch theo một thể thơ, Maha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tụng tới cái câu đó, cái là mình cái ở đâu. Còn cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá, con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết.
Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm, không dính dáng gì hết đó. Thưa đại chúng vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đấy? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này, nó giỏng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được, từ bên Mỹ mà qua đây được, từ Việt Nam mà sang qua đây được à? Nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh, cho nên mình cảm thấy mình không nguyện gì hết. Chứ thật sự có phát nguyện. Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mình cũng có nguyện rồi. Con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết, chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi, mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình, lúc nào mình nguyện ai. Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, hễ mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm. Chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ, nếu mình chuyên nhất một vị nào. Tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội ngài đó. Đó, ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua Vô Tránh Niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu. Ngài nguyện là ngài tiếp độ những chúng sanh khi mà người ta thấy được cái không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì ngài nguyện ngài đưa người đó về. Chứ không phải là Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như hồi sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩa trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chóp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy á. Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên, mặt nhật treo không. Chứ những cái câu trong Phẩm Phổ Môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị oán tặc vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, oán thù đều tiêu tán. Nanh vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt. Nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái Phẩm Phổ Môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là
bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Pháp Hòa ví dụ, thấy người ta khổ quá, phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì. Nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó cổ bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ. Mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao. Là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải, để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh, thì Pháp Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó. Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Pháp Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk mà past tense là quá khứ, mà cái gì mà có ed ở sao, bà dạy đọc vậy nè: yesterday I walk it, yesterday I play it. Hãy ed là bà cứ ịt. Quý vị biết, học 3 năm trời mà không biết nói gì hết trơn á. Gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Pháp Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường. Tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam súng lại mà bầu Pháp Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật đồ vô tụng kinh ào ào. Mà trường Thiên Chúa nữa chứ. Mấy vị đồ ra thắp nhang hết, làm xong mấy bà giáo khoái quá. Cái mấy bà thấy tội, hỏi ra là trời ơi, đứa nào cũng qua đây 3 năm, 4 năm mà nó còn ESL. Mấy bà thường kéo ra, thì Pháp Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng. Quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt nào qua cũng học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt, học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng.
Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Nhưng người xưa ta nói vậy nè: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm, tại vì ông thầy ông đạo cao đức trọng nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử á, rất khó. Ngàn người trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ, thượng căn thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ không? Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở. Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Dạ quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta, thí dụ như người ta nói, tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi. Nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác, bưng thức ăn, không có tôi đâu, đó tu phước. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả? Vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một, hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó đã là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa Hòa tu cũng vậy. Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình á, ông chỉ cho mình á, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nghe, vậy hả thầy? Rồi xong. Rồi sao con đúng không? Thầy đâu có nói gì đâu. Thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa nhất cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi.
Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz nha, có exam nha. Dạ, mà ông hỏi exam gì? Mà không hỏi thì sao biết học bài? Chứ mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì. Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm việc. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi, không có cái gì hết á. Chứ đừng nói là ăn. Không có ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó. Nghe điều lành khó. Gặp được bạn lành khó. Gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang. Được thân người là một cái, bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học. Có những quốc gia dân mới định cư thì chính phủ cho mượn tiền làm ăn. Khi nào làm ăn khá rồi mấy năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước hả? Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, người ta không cho. Chờ Phó Hòa nhớ vừa rồi Phó Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói á, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng con. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai ổng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay. 99 người từ chối con, có một mình ổng. Cho nên tu phước theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì giúp đỡ cho người. Còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Phó Hòa muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sau phước. Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ. Phải không? Còn nói theo nhà Phật mà, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha. Nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết. Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó. Chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa có một đồng qua cho ổng, ổng có một đồng cho lại thì hai bên cũng có một đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu. Còn đồng bạc này là hữu lậu. Hữu lậu là sao? Đi ra ngoài tới cái cống kia đang cầm đồng mừng quá, thằng bạn đi tới: ê mày khỏe, mày rớt đồng. Đấy, hữu lậu. Đồng mình đang cầm trong tay này mà người kia tới vỗ vai mình cái rớt mất đồng thì cái phước, cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt.
Trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha, ấy ổng đi ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe ổng chích những thuốc vậy đó, ổng đi xe cái ổng bỏ quên mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không? Không, bất quá chỉ mất ba cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu, ổng xài thời gian cũng phải bỏ thím khác, nhưng mà cái càng ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn tăng trưởng, cái đó là phước vô lậu. Xin thầy cho con biết khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi? Câu này là bó tay, đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh, muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng, lỡ người nào thập tử nhất sinh tụng là bảo đảm kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất đó, nó có hai trường hợp. Nếu người đó bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó hết. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ổng đi làm cũng đi à, nhưng mà tâm lý gia đình người ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói và mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó. Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe rồi, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình, còn nếu người sao mà ta mời mình tới với ba mẹ con sắp mất, thầy tới thì tụng, cũng không có đừng có lợi nói tụng gì ao ao liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh, an lành. Nếu duyên ta bà đã mãn thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó. Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi, chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Nên không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân mà quý vị Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ hai bên thì mình còn lết lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người rồi chứ phía sau đẩy cho nó nhẹ chứ, còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy gì nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Còn lần mấy chú hỏi hấp hối là gì này? Hấp hối là gì? Phong vào đùa nó hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam. Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu. Sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài với mong muốn đóng góp phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Số tiền tích lũy sau nhiều năm nấu từ thiện có dư ra, nên chúng con quyết định dùng số dư đó để cúng dường
chùa bằng cách nấu ăn cho khóa tu hoặc trường hạ. Song có ý kiến cho rằng làm như vậy là không đúng, mong muốn với ý nguyện của người đóng góp. Trong khi chúng con nghĩ rằng làm vậy là để tạo phước thêm cho những người đóng góp đó. Chúng con kính xin Thầy chỉ dạy chúng con làm cách nào cho đúng. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện đó, quý vị nghĩ sao cho đúng? Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người đã đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện mà sao giờ mình làm việc khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện, mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Không? Mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái từ là cúng dường. Mà hễ mà đưa cho thằng nhỏ cháu mình á, cho, đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đây. Đem ly nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí. Mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí. Mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho. Tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình, nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị, là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đối với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi. Tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha. Chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho, biếu, tặng và gì nữa, cúng dường, cùng một nghĩa là bố thí, là cho. Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là người ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Đem vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á. Thì khi mình nhận cái tiền của người ta, mình nói luôn. Mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện. Nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có quan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không? Mình nói cho người ta để người ta xì biết không? Để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không? Nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu. Mình nhận nhiều lần của người ta ủng hùng vô từ thiện. Thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm á, là làm từ thiện là quy định như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ. Cũng là một hình thức nấu cơm mà thay vì cho người đời, thì bây giờ chúng tôi cho người tu. Thì cũng là, nếu mà nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết á. Cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng. Chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa 3 bao gạo. Khóa tu mình ăn có 1 bao thôi. Bây giờ còn 2 bao để trên này lâu quá nó hư. Mình ví dụ vậy đi. Thì mình nói cho đại chúng biết là bây giờ ở đây mình dư 2 bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu,
Và đại chúng đồng ý hoan hỷ, mình cúng dường hai bao gạo cho nơi đó. Thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó hết. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình, nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình. Coi vậy chứ mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, thí dụ mình làm cái gì ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Có gì người ta không hoan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tôi không khe, miễn tôi thoải mái thôi, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha, có liên hệ tới sự tu học của mấy đứa con gì đó, thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ, à, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cổ mới từ ở xa cổ tới đây, mà cổ mới nói với con cổ á, là hôm nay lễ má muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây, lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi, giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi. Bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không hoan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cổ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy. Cái niệm tùy hỷ, thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, người ta sợ hurt mình. Nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta thì nhớ, mình cũng lân mẫn tối đến mức tối thiểu của mình. Cho nên á, sẵn đây qua cũng nói, trong khóa tu cũng vậy. Năm nay á, là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi. Thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh. Thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu, để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người mà phone lên dự ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm. Tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái đó mình phải đứng về phía người ta nhiều hơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói, quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè. Thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân á, hay là khóa tu mùa thu nó không đông. Chừng 100 người đổ lại thôi. Thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được. Và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị. Hơn là khóa tu mùa hè. Khóa tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa. Phải không? Thật thử ra nhiều khi trời nắng quá đội nón lá, mình nhìn không ra. Cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái. Cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu. Hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, vẫn pháp thoại một ngày 3 lần, vẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè, quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng. Đó.
mà trời thời tiết không quá nóng bức như mùa hè mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết á. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng là tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi thôi, mình tùy hỷ với những ai tới trước. Thí dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. Đó, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có 2 ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên, nghỉ ngơi. Rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon.